Kiểu ông dịch là ông ghét tôi sao vậy trời? Ông dịch xây cái chỗ này làm gì vậy, để tôi tắm hay sao vậy? Cái chỗ này nó chân cái tắm vậy? Trời ơi, cái thằng mày chưa có, ông làm cái chỗ này làm gì? Ok, lo xin chào người đến với channel của mình là Sam. Đây chúng trở lại với kênh channel của mình. Và trước khi xem video, mọi người đừng quên nhớ like, subscribe mình và tất cả thành viên trong hai team mình nha. Và đừng quên nhấn chuông bên cạnh để nhận các thông báo mới nhất từ kênh mình. Ok, thì hôm nay là một video chắc là ai cũng biết là đó chính là trang trí là gaming house của Hell Team nha. Thì có rất nhiều bạn comment cho mình là chị ơi hãy trang trí gaming house đi, trang trí các kiểu. Ok, thì hôm nay mình làm luôn cho nó nóng luôn. Ok, let's go. Thì khi biết được tin là mình được xây cái bên house, trời ơi tôi mừng lắm luôn á. Tôi tưởng tôi sẽ không có cái bên house chứ, trời ơi thề. Đây thì đây là cái bên house của Phong nè, Dịch nè, Timmy nè, Camui nè, mẹ Simi và là tôi trên này là trời ơi tôi tốt trên kia luôn, trời ơi cao kinh khủng luôn, đi mỏi giò luôn. Nhưng mà có một sự thật đáng buồn, mọi người biết sao không? Không có thang máy để lên phòng của mình, mà mình chỉ có thể bay lên được thôi, tại vì bây giờ chưa fix được cái lỗi là hình như anh Dịch chưa xây được cái gì ta, cái thang máy hay sao ấy. Đó, bây giờ tôi phải bay lên này nè. Trời ơi, khổ chưa. Đây, từ từ. Đó, đây. Đó, đây. Mình sẽ cho mọi người thấy. Đây. Chỗ, ôi ôi. Mình nói thật luôn, mình đứng trên này, mình nhìn lên làng Hello Team á. Ôi, nó đẹp thực sự luôn á. Trời ơi, ngủ xong ra ngoài nhìn đây ngắm quá đẹp luôn. Ok, đây là cái nhà của mình. Đó, để coi nè. Nói chung là cũng giống như mấy cái nhà trước, nhúng nhúng nhà bên cạnh đó. Cũng có cửa sổ các kiểu ngắm ngắm nè. Đó, thờ sân. Bây giờ mình sẽ trang trí trong này nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu phân bố các kiểu xong mình sẽ trang trí luôn. Bây giờ để mình xem qua trong này có gì nữa không. Để coi, đây. Thì đó. Trời ơi, con ông Dịch kìa. Trời ơi là trời. Ông Dịch xây mà không có tâm. Trời ơi, mà còn cái đường hồng này là cái gì. Trời ơi, buồn tươi quá. Đây là cái kiến. Đó, đây là ít bông hoa. Đây, ít đèn. Đó, trời. Mọi người thấy không? Kiểu ông Dịch là ông ghét tôi sao vậy trời. Ông Dịch xây cái chỗ này làm gì vậy, để tôi tắm hay sao vậy? Cái chỗ này nó chân cái tắm vậy? Trời ơi, cái thằng mày chưa có, ông làm cái chỗ này làm gì? Trời là trời. Ok, vậy không được, nói chung là chắc là anh Dịch xây nhiều nhà quá, lú lận quá, bây giờ không làm kịp nên thôi, mình bỏ qua được. Tại vì cũng có nhà mình là được rồi, mình không cần đòi hỏi không. Rồi bây giờ mình sẽ fix lại cái này đi. Cái này là cái block màu xám của mình. Đây, đâu nè, không phải lộn. Thôi kệ, lấy màu này cũng được. Kệ đi. Bây giờ mình chả biết lấy lắc là màu gì luôn ấy. Thôi kệ, cho một màu này cho nó cân xứng rồi mình trang trí lại màu này luôn. Đó. Ok. Chết rồi. Tôi phá nhà rồi trời ơi. Khổ ghê. Cái này là cái đèn đúng không ta? Mình sẽ fix lại luôn. Sợ gì? Đó đây coi nè. Đèn thì bên này đúng không ta? Ok, thì sao mà còn mà tìm không ra cái đèn này? Mình nghĩ là đèn này mình không được mở khóa đây. Ok, mình sẽ quyết định cắm cái đuốc ở đây. Hợp lý. Ok, vậy cũng được rồi. Ok, thì đây là toàn bộ. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào công việc trang trí nhà thôi. Let's go. Ok mọi người, thì mình mới nhận ra, mình mới nhận ra một điều là mình chưa có máy tính. Nên ok, mình sẽ build một cái máy tính khá là cute thôi, khá đơn giản thôi. Ok, thì mình có làm bàn phím với là chuột rồi. Bây giờ mình chỉ vẽ một cái hình con cá mập ở trên cái màn hình mình thôi. Đó, thì đây, mình sẽ vẽ cá mập theo kiểu là mở miệng đi. Cá mập mình là màu xám nè. Đó. Đây. Thì mình sẽ làm màu này. Mình sẽ làm cái mồm này. Mình sẽ kiểu làm giống kiểu từ từ mình làm một, mình sẽ làm này. Từ. Đó. Bắn nè. Cá mập theo kiểu này đi. Làm theo kiểu cái liều ấy. Đó. Đó. Nó nhìn nhúng chuột ấy nhở. Ok mọi người, thì sau 7749 lần tu luyện cuối cùng mình đang mới kêu bia một con cá mập. Trời ơi tôi là một người build cực kỳ tệ luôn mà bây giờ bắt tôi build con cá mập. Trời ơi. Đâu rồi. Nói chung bây giờ cái này cũng được rồi nhở. Ok, mình thấy này là cute rồi. Ok, nói chung là mình thấy vậy là được rồi, mình đơn giản lắm, không cần nhiều đâu. Đó, đây đặt tên nào. Cá. Đó, cá mập. Đó, chế tạo. Đó, mình lấy đâu anh đi. Đó, bên này thêm một cái nữa. Đó. Đây, cá mập 2 1 1 1 1 quyền cá mập 1 chế tạo lấy. Đó, tên tên. Mình sẽ cho mọi người xem luôn. Đây một cái. Đó, trời ơi, cute sổ. Cái gì đây?
Cái hạt gì đây? Có hạt gì à? Thôi kệ vậy cũng được. Trời ơi, cụ tay quá trời. Từ từ, để tôi xóa cái này đã. Đó, bây giờ bay về. Bây giờ mình sẽ bay về để trang trí nhà nha, ok. Ok, về được nhà rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí nha mọi người. Bây giờ mình sẽ để cái này ở đây để mình cất ít đồ. Ui rồi, để cất ít đồ đó. Đó, cất cái này ở đây đi. Đó. Thì đây, bây giờ mình sẽ trang trí là bây giờ mình sẽ trang trí một cái chỗ để ngồi nha. Ok, thì mình sẽ trang trí một cái chỗ ngồi đi. Đâu nhỉ? Đây. Tạp vật đúng rồi. Hình như là đây đúng không nhỉ? Đâu đâu ta? Trời ơi là trời. Trời ơi, tôi chưa mở khóa mọi người ơi. Không mở khóa bàn ghế sao mà ngồi? Trời ơi trời. Khổ quá trời, mới chơi là vậy đấy. Trời ơi. Ok, không sao. Bây giờ mình sẽ trang trí cái nhà game bên hông mình theo phong cách con nhà nghèo. Ok, bắt đầu thôi. Bây giờ trước kia con nhà nghèo là không có bàn ghế đúng không? Thì mình sẽ lấy những đồ miễn phí. Đây, mình sẽ lấy những đồ mà mình có thể dùng được. Ví dụ như là cái này không tính đi. Thì mình sẽ cho cái này nha. Thôi, ghê quá. Mình sẽ lấy gỗ đi ta. Lấy gỗ để làm cái bàn. Đây, đó, gỗ. Đây, ok, Sam sẽ lấy gỗ. Rồi, Sam sẽ lấy gỗ nha. Sam để lấy, để cái đâu nhỉ? Đây, đây, ok. Đây, đó. Sau đó mình sẽ để cái này đây luôn. Mình sẽ để cái bàn máy tính mình ở trên đây đi. Đó, mình tạo một cái bàn dựa trên một cái đây. Trời ơi. Vừa khít luôn mọi người à. Trời ơi, vừa khít luôn mà. Ok, đây luôn, từ trang trí cho đúng. Đó, phong cách con nhà nghèo là vậy đấy. Đó, thì đây. Mình chưa làm cái cây nên chắc là mình lúc sau mình sẽ làm cái cây. Đây, đây là cái tấn. Thì cần cái cây tấn thì có cái chậu cây đi. Hay là bức tranh gì đó. Đây, cái thảm. Mình sẽ lấy cái thảm để mình trang trí. Đây. Thảm ở đây. Mình sẽ làm một cái thảm ở đây. Đó, cho kiểu ấm cúng ấy. Đó, đây chỗ này mình. Đó, nhìn kiểu sang trọng xíu không. Đó, đây. Thì mình nhớ là có cái đồ để bỏ ở đây. Đây, đây, đó. Thì mình sẽ trang trí đó, thấy không? Mọi người thấy sang không? Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ những thứ đẹp đẹp xíu. Thôi, mình để bông đi. Không cần bỏ gì đâu. Ngoài bông. Trang trí này là quá đẹp rồi. Đó. Thì bên này là hai cái bông trắng á. Rồi, trang trí theo phong cách con nhà nghèo nhưng vẫn sang trọng nha mọi người, thấy chưa? Ây da, đâu thiếu thốn gì đâu. Để coi nào có gì nữa không, mình sẽ trang trí hết mức luôn. Đó. Đặt đây không được à? Ok, mình đặt ở giữa đây. Rồi. Dễ thương dễ sợ luôn á thì. Trời ơi, đó ok. Và bây giờ mình phải đặt ít đuốc nữa. Đặt ít đèn đó, mình không, mình chưa mở mở đèn luôn mọi người, mình chỉ có cái ở đây để này luôn. Đây, lồng đốm siêu xinh. Đặt đây mở. Ui rồi, chết rồi. Đây đặt không được à? Ở đây nó không được luôn, chán nhở. Cái này mình nghĩ sẽ được đặt lên đây chứ. Chắc không được rồi, thôi mình sẽ vớt cái này đi. Gỗ trắng à? Gỗ trắng đi. Nhà mình là bao gỗ luôn mọi người. Đó. Đây là một cái bàn xịn sò nhất của đất. Trời ơi, ta nói nhà vẫn đầy đủ nha, bàn ghế nha. Đó nha, nhà nghèo vẫn còn xịt nha bạn. Trời ơi, đây. Đó. Thì mình sẽ để cái này ở kiểu đây, mình sẽ để kiểu này. Đó, cho nó sang hiểu không? Đó. Đầy đủ tiện nghi phải không? Có bàn nha. Ok, bây giờ tiếp. Tiếp theo là kệ sắt. Đúng rồi, sắt là không thể thiếu được. Một thứ trang trí cho căn phòng trở nên thật là sinh động. Đó. Đó, ngôi nhà trở nên sống động rồi mọi người ơi. Bây giờ mình nghĩ mình sẽ thêm đuốc đi. Mình không mở một đèn được nhưng mà mình có thể thêm đuốc để cho nó sáng hơn xíu. Đây, đuốc. Đây, mình sẽ để bốn góc này luôn. Rồi. Đó, ok, sang liền. Đó, yeah.
nhà có sắt ở các kiểu vậy, nhìn đó rất là tri thức, thấy không? Nhìn vào là biết tri thức liền đó. Tiếp theo là gì ta? Để xem nào. Đâu rồi? Đom đóm rồi ta. Đây, bé đom đóm. Để đây. Rồi, xanh, 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 xanh. Được, được, được. Mình vừa thấy có cái tô. À không. Có cái gì nhỉ? Đây, cái chậu này bỏ hoa được không ta? Chậu này làm gì ạ? Chậu này thôi. Ok, mình đăng ký chỗ này luôn. Phong cách cổ xíu. Ủa, to to. Ok bạn em ơi, to nhỏ vừa. Cái này bỏ hoa được không ta? Nó có giống không, không được. Mình tự bỏ hoa được, khắc hồn. Ok, bây giờ mình sẽ trang trí chân đây luôn. Đó. Trang trí chân kiểu này thì mình nghĩ mình sẽ bỏ những cái hạt giống đấy nhỉ. Hạt giống là thực vật coi nào. Có gì không? Đây đây. Mình sẽ bỏ bụi rậm vào nhìn cho nó kiểu nó hoa hòe xíu. Đó. Đây là hoa mai à? Không biết lắm. Đó. Đó, nhìn nó kiểu lạ lạ xíu không? Mình phong cách lạ, nghèo nghèo mà lạ lạ không? Đó. Cây xương rồng nè. Cây xương rồng mà trồng được không? Trồng như này được không? Được luôn. Được, trang trí được. Ok. Thì mình để đây. Đó. Đó, có cái xương rồng này nhìn lạ không? Thấy không? Lạ lệ dễ sợ. Rồi, bây giờ xong rồi. Cái chiếc gác à? Cái này dùng được ở đâu rồi? Mới thấy xong. Đây. Cái kệ này bỏ được đồ không ra? Đang thắc mắc. Đó. Đó, thấp thấp xíu. Đó. Để coi để đồ được không? Không. Trời, thả mắc cái kệ đi. Cái kệ đúng trang trí luôn, không để được đồ là sao vậy? Trời ơi. Ok, vậy được rồi. Đó. Thì đây. Xong. Trang trí được kia ta. Ok, mình vừa trang trí xong thì ta Gaming House phiên bản con nhà nghèo, thấy không? Đó, mọi người thấy không? Nhìn góc nào góc nấy cũng đoàn hoàng hết, không hề nghèo tí nào, thấy chưa? Mọi người chết đi cho mình đi. Mình thấy là mình cảm giác mình một người cực kỳ biết là xấu, nhưng mà theo như phong cách con nhà nghèo mình view cũng khá được chứ, mọi người thấy sao? Trời ơi, quá xinh luôn. Từ từ để mình có thể chạy từ từ trong ngoài, chạy ra là thấy căn phòng rất đẹp luôn. Đây, đây nhà, ví dụ nha. Đó, thấy chưa? Ấm cúng cây ngọc đây, qua bên này. Đó, phiên bản nhà nghèo nhưng rất xịn sò nha, không phải nhàng vừa đâu. Đó, ok, xong. Đó, theo mình nghĩ là bây giờ mình cũng không thể trang trí gì thêm nữa. Bây giờ cứ thêm cái cửa đây không ta? Thêm cái cửa đây đi. Chứ cái cửa mở vậy nó hơi tộc. À, đây. Cửa này, đó. Bây giờ có cửa đẹp hơn mà ta, sao cửa này xấu vậy? Cửa này thôi hả? Cửa này à? Ok. Đó, đúng rồi. Đó, sao? Tèn tèn. Đó. Đó, từ từ, mình sẽ vớt một số món đã. Ok. Đây, Lia mọi người thấy đẹp không? Đó, góc máy mình nè, cực kỳ xinh luôn. Đó. Ok mọi người, thì mình đã làm xong cái thử thách, đó chính là trang trí Gaming House của mình, nhưng mà phiên bản con nhà nghèo nha. Ok. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết, là mọi người đừng quên nhớ like, subscribe mình và tất cả thành viên trong hai team mình nha. Và đừng quên những cái chuông bên cạnh để nhận các thông báo mới nhất từ kênh mình. Và đừng quên comment số 5 và xem hết video này, và Thastat đã xem hết số 5 để mình có thể team cho mấy bạn nha. Tạm biệt mọi người ở clip sau nha. Bye bye.